Họ gọi anh là máy bay, chính xác hơn vì làm cơ trưởng. Phong cách anh chơi khá hay, nên nhiều em giờ còn tơ tưởng. Ít khi nào. Hola, come stai, Italia? Ding 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 ding. Wait a minute, who are you? Okay. You were always a piece of shh. You rubbed in your dirt on everyone's curve. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Nhóm á, mình biết sự thật của mình ra sao, trong nhóm của mình diễn ra như thế nào thì đúng là Ly Kiêu với Nguyễn Dĩ vào chia tay nha mọi người. Dào ơi, ngày mai sinh nhật của tôi á, ngày mai ông tới nhận sinh nhật của tôi nha. Ủa, tôi cũng được mời đó hả? Ừ, đúng rồi á, ngày mai nhớ đi nha. Ok. Ê. Ok. Tự nhiên mà hỏi cái thằng đó làm chi vậy? Người đó vừa nhiều một rồi lại phèn nữa. Còn nói cho mối tiền của mình hả? Thêm dơ mối tiền ra thôi. Đó cũng là ý đồ của tôi á. Tôi sẽ làm nó mất mặt đám đông. Sao mà thâm độc dữ vậy? Bài hát đang rất nổi. Liệu nhân gian mấy ai thương nàng, ngày mai tháng có ai đổi tàng. Ok. Liệu nhân gian mấy ai thương nàng, ngày mai tháng có ai đổi tàng. Trời mang bàng nắng thêm tâm trạng, người ra đi khiến ta bàng hoàng. Hoa rơi trái tim tới bời, bằng tin tưởng sống trong năm trời. Tìm nơi đâu đã lâu chẳng tới, giờ mòn đợi ngồi đây chờ đợi. Gần lại phố ta còn đau đớn, giọt thêm máu lên trán thở nhau. Nhiều năm qua nơi nào nương náu, tại sao mắt vẫn hay đỏ? Em tiền lương tháng này 5 triệu. Trời ơi, người yêu nhau lẽ em tin tưởng nhau kỳ vết đếm. Ê, thiếu 100. Thiếu 100. Ờ, đúng rồi, nhân đâu. Ê, chết tiệm, không có nhớ. Hello mọi người, lại là Trúc đây. Mùa hè đến rồi thì phải lên lịch đi chơi thôi. Hôm nay Trúc sẽ dắt mọi người đi mua đồ nha. Levi được xem là nhà tiên phong trong lĩnh vực thời trang jean. Nhưng Levi có rất nhiều dòng hàng đa dạng, khác nhau, phù hợp với mọi lứa tuổi luôn. Còn đây là bộ sưu tập mới mang tên là Fresh. Siêu siêu đáng yêu của Levi luôn. Mấy bạn Gen Z mà cỡ Trúc á là mặc hợp lắm luôn nè. Các sản phẩm đồ jean luôn phù hợp cho cả nam và nữ. Không chỉ vậy mà Levi còn có các phụ kiện kèm theo như là giày, dép, nón, túi. Và tiếp theo là những chiếc áo thun xinh đẹp được thiết kế đơn giản. Ta có thể dễ dàng phối đồ cho việc đi học và đi làm luôn. It's Levi. Cùng Trúc thử phối 3 bộ trang phục khác nhau của Levi với 3 phong cách khác nhau xem sao nhé. Đầu tiên là một set đồ cực kỳ năng động với áo tay phồng phối nhún, quần jean ôm và một chiếc túi đeo họa tiết summer. Còn nếu các bạn muốn ngầu hơn, cá tính hơn thì chọn ngay set denim jean với áo jacket và chân váy jean nha. Còn đây là bộ đồ mà tôi siêu mê, vừa năng động lại còn đáng yêu nữa. Levi hiện đang có 40 cửa hàng trên khắp cả nước, rất đa dạng về quần áo cho các bạn tha hồ lựa chọn luôn nha. Hãy đến ngay các cửa hàng Levi gần nhất để rinh ngay các bé yêu này về thôi. Bao giờ em nghĩ rằng anh là hôm của em, chưa bao giờ em nghĩ rằng em
Hả? Anh không thích thì chia tay ấy. Suốt ngày cầu chia tay. Anh thì sao game suốt đêm suốt ngày. Vậy thì anh chơi game khác gì? Em ngày đêm nghiện trà sữa. Sai, trà sữa liên quan cái gì mà anh? Tôi và người yêu giận nhau. Thì lại một cái video clip biến hình 2 tiếng đây. Thì đây là một mớ hỗn độn, một mớ quần áo để mà biến hình đó mọi người. Thì tôi sẽ cho mọi người thấy cái quá trình mà tại sao cái clip này được quay tới tận 2 tiếng. Nhịp điệu đây, đây là cái gương mặt không chịu ngủ thức tới sáng để mà quay clip. Không hiểu sao có cái đoạn này ở trong cái clip luôn. Ok, vô vấn đề chính nha. 1, 2, 3, 4. Rồi ok, thuộc bài rồi Quốc nha. Tăng. Đây là cách biến hình làm sao cho khớp. Và bây giờ xem kết quả nha. Ha ha. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ thử xem phản ứng của Hòa sẽ như thế nào sau khi mà nhận được những cây son này nha. Ok. Bây giờ thì Tài sẽ giấu những cây son này xuống đây và cùng đợi kết quả nha. Wow, thấy gì ạ? Thấy gì là thấy gì? Chứ mấy cái hộp để đây đâu rồi? Mà hút thùng rác nó lại. Hả? Sao kiếm hoài không thấy nhỉ? Em có nhớ lộn không vậy? Nước mắt rơi thì cứ để em đưa bàn tay vuốt đôi mi của anh. Quay mặt đi, nước mắt rơi thì cứ